Hãy nhìn xem, dép sỏ ngón thời trang cao cấp nhất của hãng Gucci lại được phối hợp với quần trung pet đắt đỏ. Không những thế còn có chiếc túi dệt đeo chéo Hermès. Đây là cô gái đầu tiên mặc phong cách như thế này để đi đến cửa hàng xe hơi. Những nhân viên bán hàng hoàn toàn không hiểu xu hướng thời trang này là gì, không những thế còn dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô ấy, rồi còn coi cô ấy như là người ăn mặc rách dưới lang thang trên đường. Tay cô ấy chạm vào chỗ nào là các nhân viên sẽ lập tức đến lau sạch sẽ. Cô ấy muốn lên xe thử lái một chút lại bị nhân viên cản lại, thậm chí còn không cho cô ấy cơ hội để nói. Anh ta còn ngay lập tức kéo cô ra ngoài, chỉ bởi vì đánh giá của anh ta qua vẻ bề ngoài đã bỏ lỡ công việc kinh doanh hàng trăm triệu won. Cô gái mở chiếc túi Hermes ra, bên trong đầy là tiền. Cô gái này tên là Mi Kyung. Cô ấy luôn than thở về số phận của bản thân quá bất công. Khi sinh ra đã có cuộc sống tiêu mãi mà tiền không hết. Điều này khiến cô rất phiền não. Nhà hàng cao cấp thì cô không tới, mà cô lại gọi gà rán giao nhanh. Một lúc cô gọi đến hai suất gia đình. Chị gái giao hàng rất kinh ngạc thắc mắc bây giờ nhặt rác có lãi cao như vậy sao. Nhưng lúc nhân viên giao hàng nhìn thấy Mi Kyung mở túi sách ra, cô ta sững sờ trong giây lát. Đến khi trời tối, Seo-yeon tốt bụng nhìn thấy cô gái, sợ cô gái bị lạnh nên đã hỏi có phải do cô ấy không có tiền ăn nên mới ở lại đây phải không. Mi Kyung cảm thấy cô gái này là một người tốt, liền quyết định đem hết túi tiền tặng cho cô ấy. Cô gái cho rằng chiếc túi đựng toàn là vỏ chai nhựa nên đã dứt khoát từ chối nhận, và Seo-yeon viết số điện thoại của mình lên khẩu trang của người bên cạnh rồi đưa cho cô gái. Sau đó cô dặn dò nếu như có gặp chuyện gì khó khăn thì có hãy gọi điện cho cô ấy. Ngày hôm sau, Mi Kyung muốn liên lạc với Seo-yeon nhưng mà số điện thoại trên khẩu trang lại bị người giúp việc nhà cô ấy tưởng là rác nên đã vứt đi rồi. Cô ấy thậm chí chạy ngay đến đống rác để lục tìm từng túi rác một. Ông lão thu gom phế liệu thấy vậy liền tưởng cô cũng là người cùng nghề, đã chăm chỉ làm việc như vậy ngay từ khi còn trẻ. Vì vậy ông ấy định cung cấp cho Mi Kyung một ít năng lượng. Mi Kyung cho rằng ông lão đang quảng cáo bán sản phẩm. Cô liền nói bản thân mình hôm nay không mang theo tiền, hay là để hôm khác cô ấy sẽ trả tiền lại cho ông. Ông lão cảm thấy rằng cô gái này tuy chăm chỉ nhưng đầu óc lại có vấn đề. Ông lão lắc đầu thất vọng rời đi. Cuối cùng Mi Kyung cũng tìm thấy chiếc khẩu trang, nhưng số ghi trên khẩu trang đã bị mờ và không nhìn thấy rõ nữa rồi. Thật ra Mi Kyung rất đáng thương. Mẹ của cô ấy vì muốn gả cô ấy đi nên hôm nay đã sắp xếp cho cô ấy xem mắt với một tên đàn ông gần 40 tuổi. Người đàn ông trực tiếp ném thẻ phòng ra, ngụ ý muốn cùng cô ấy lên giường. Sau khi buổi xem mặt kết thúc, cô gái tàn tạ bước đi trên đường. Bởi vì không quen đeo giày cao gót nên gót chân của cô bị sưng tấy và chảy máu. Chính vào lúc này, một đôi dép xuất hiện trước mặt cô ấy. Hóa ra chính là Seo-yeon. Seo-yeon nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Mi Kyung, quyết định dẫn cô ấy về nhà của mình. Nhưng trong nhà của cô ấy còn có tới 3 người đàn ông. Mặc dù trong lòng họ kiên quyết phản đối, nhưng đều không dám nói ra. Ai bảo Seo-yeon là chủ nhân của gia đình này chứ? Chàng trai này đang nhiệt tình nhảy trong lớp học, giây sau liền đứng hình bởi vì chị gái đang đứng ở trước cửa lớp. Sau đó sợ hãi ngã xuống. Cô ấy véo tay em trai mình kéo đi. Những nữ sinh đứng quanh nhìn thấy vậy liền thương xót và ra sức cầu xin cô tha cho thần tượng của mình. Seo-yeon chỉ có thể nói lấy tư cách giáo viên của mình ra để nói chuyện. Không còn cách nào khác, nữ sinh liền rời đi. Không ngờ rằng có giáo viên khác đứng đó lén quay lại. Seo-yeon tại sân thể dục đã giáo huấn em trai một trận. Bởi vì anh trai và em trai quá đẹp trai nên Seo-yeon chịu nhiều sự bất công. Khi đi ra ngoài mua đồ ăn đều bị vướng phải những người cuồng anh trai của mình. Tôi là em gái của anh ấy. Em gái? Nhưng những người phụ nữ này căn bản không nghe vào tai những lời này, lại còn tiếp tục túm lấy tóc cô gái. Seo-yeon chỉ có thể cầm hành ra để phản công lại. Nhưng bên kia đông người hơn, cô ấy bị đẩy ngã xuống đất. Người phụ nữ mặc váy vàng vung miếng ba chỉ lên và sau đó xông vào đánh cô ấy. Seo-yeon trở về với trạng thái bơ phờ và không thể chịu thêm được nữa. Mấy anh biến em thành thứ gì thế này? Thật. Đây là do ai đó đã không giải thích với những người theo đuổi. Nhưng dường như mọi người không để ý lời nói của cô ấy, bao che cho nhau. Cuối cùng cô ấy muốn chụp ảnh dìm ba người để đăng lên mạng, nhưng kết quả lại như thế này. Là thế nào đây? Lúc này người anh cả lên tiếng thừa nhận những cô gái đó là người theo đuổi mình. Anh ấy sợ những cô gái ấy quấy rầy anh, vì vậy nên đã nói dối rằng mình đang sống cùng bạn gái. Anh hai còn nói giúp, lẽ ra em gái phải giải quyết vấn đề này cho anh trai chứ. Người em trai cũng nói thêm xử lý chuyện này một hai lần là xong thì thật không chuyên nghiệp. Seo-yeon liền lao vào đánh em trai một trận. Nhớ lại hồi bé bản thân mình là một cô công chúa có hai người anh đẹp trai, một người em trai tuyệt vời. Ai mà ngờ rằng trải qua bao nhiêu năm, cô trở thành công cụ của anh em trai. Thậm chí chàng trai yêu cô cũng nhờ cô gửi lời đến anh trai. Cô cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm được nữa khi một cước vào người anh trai. Vì vậy Seo-yeon rất ghét những anh chàng đẹp trai, tìm đối tượng hẹn hò cũng không yêu cầu về ngoại hình. Ngày hôm nay người bạn trai hẹn hò với cô một năm bất ngờ yêu cầu gặp mặt. Ai lại ngờ rằng anh ta lại biến thành chàng trai vừa cao giáo vừa đẹp trai. Nhưng Seo-yeon lại ghét nhất chính là đẹp trai. Tại sao anh lại biến gương mặt dễ thương của mình thành thế này? Rốt cuộc anh đã làm gì với nó vậy? Cô có thể buông tay ra được không? Gương mặt này giá trị 20.000 won đó. Hóa ra bạn trai đã lén lút đi phẫu thuật thẩm mỹ. Seo-yeon an ủi bản thân dù sao cũng vẫn là bạn trai của mình. Tưởng rằng người đàn ông lấy trong túi chiếc nhẫn để cầu hôn cô. Ai ngờ được rằng, ngay giây sau anh ta đề nghị chia tay cô. Chia tay đi. Anh ta cho rằng bản thân mình quá đẹp trai, bản thân quá nóng bỏng, còn nói cô ấy ba vòng như một, không có gì gọi là quyến rũ cả. Seo-yeon mang tâm trạng không phục đi uống rượu giải sầu, đến quán rượu của anh trai để thử sức quyến rũ của mình.
Seo-yeon càng khẳng định rằng những chàng trai đẹp trai đều không phải là người tốt. Cậu bé mập này muốn hẹn hò với cô hoa khôi của trường nhưng cô gái lại chê rằng cậu ta quá béo. Vì lý do này mà cậu ta không ăn không uống 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng cũng đã đặt mốc 50kg, cậu ta nóng lòng gửi tin nhắn cho cô gái. Nhưng đợi đến nửa đêm vẫn không nhận được hồi âm từ cô gái. Lúc này cậu ta đã hoàn toàn từ bỏ, trực tiếp mở tủ lạnh ra ăn hết thức ăn để hồi phục tinh thần. Mà hoàn toàn quên mất hôm nay là ngày đi chơi phải đi quãng đường dài. Cuối cùng vừa mới lên xe chưa được nửa tiếng thì bụng của cậu bé không thể kìm lại được. Ôi trời ơi, Kang Woo ẻ ra quần rồi. Cậu bé từ đó trở đi ở trường có biệt danh là ẻ chay. Cậu thường bị bạn học đem ra làm trò cười, chỉ cần căng thẳng là cậu lập tức bị ẻ chay. Vì muốn triệt để loại bỏ căn bệnh này, anh ta tìm đến cô gái năm đó từ chối mình. Ai mà ngờ rằng cô gái lại trực tiếp nói từ chối chàng trai khi vừa tỏ tình, còn mắng anh ta là đồ thần kinh, nói anh ta mau đi vào nhà vệ sinh đi, khiến chàng trai này phải tức điên lên. Ai biết rằng người phụ nữ vừa đi cậu ta lại phát bệnh phải đứng dậy dùng tay túm lấy đằng sau. Anh ta nghĩ hình tượng và khí chất của mình tuyệt đối là không có vấn đề gì cả, cho rằng cô gái từ chối anh ta bởi vì nghèo thì là một sai lầm. Vì để thể hiện quyền lực của mình, anh ta quyết định đi mua chiếc xe hơi đời mới nhất. Kết quả vừa đi ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Seo-yeon và một người đàn ông khác rất thân mật. Nhưng anh ta không hề biết rằng đó là anh trai của cô ấy. Cô ấy đến đây là để đòi tiền phí sinh hoạt của anh trai. Kang Woo thấy vậy rất tổn thương. Cuối cùng đang chuẩn bị tìm một quán rượu để giải sầu thì lại nhìn thấy cô gái đến tìm anh hai thu tiền. Anh ta đứng hình không ngờ cô ấy, Seo-yeon lại có sức hấp dẫn đến như vậy. Bao nhiêu anh chàng đẹp trai tự nguyện đưa tiền cho cô ấy. Ngày hôm sau Kang Woo đến trường học của gia đình mình tham quan. Vô tình phát hiện ra cô gái là giáo viên đang dạy tại đây. Anh ta thầm đắc ý, để xem cô làm sao có thể thoát khỏi bàn tay tôi. Kang Woo quyết định nhận chức hiệu trưởng của trường. Ngày đầu tiên đến trường, khi anh ta bước vào trong phòng làm việc không ai là không chú ý đến anh ta. Nhưng khi anh ta nhìn thấy ánh mắt của Seo-yeon, ngay lập tức bụng của anh ta đột nhiên có phản ứng mạnh mẽ. Muốn đánh rắm một cái, để không làm mất thể diện trước đám đông, anh ta lấy ra một viên thuốc chữa tiêu chảy liều mạnh để tiếp tục duy trì tiếp hình tượng của mình. Ai ngờ được rằng viên thuốc lại rơi vào chậu hoa, mà trong chậu hoa lại toàn là những viên sỏi trắng, màu của sỏi và thuốc cùng một màu. Kang Woo thật sự tuyệt vọng rồi, anh ta nghẹn ngào ôm chậu hoa trở lại văn phòng của mình. Cuối cùng Kang Woo cũng tìm thấy được viên thuốc và trực tiếp nuốt nó. Cảnh tượng này lại bị đồng nghiệp nhìn thấy, họ lại nghĩ rằng tại sao anh ấy lại ăn sỏi trắng. Có phải người giàu đều có sở thích kỳ lạ không? Kang Woo vì để chữa căn bệnh này đã nhờ bác sĩ tâm lý hóa trang thành Seo-yeon. Anh ấy muốn trực tiếp đối mặt với nỗi sợ, nhưng hình như kết quả không được như mong muốn. Bác sĩ khuyên anh ta mỗi ngày nhìn ảnh của cô ấy một tiếng để tăng cường sức chịu đựng của mình. Không thể ngờ rằng, đến cả bức ảnh cũng có tác dụng rất mạnh. Toàn thân anh ấy bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Được rồi, tập phim này đến đây thôi. Các bạn nhớ bấm theo dõi để đón xem diễn biến của những tập phim tiếp theo nhé.